Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip ngày 28 tháng 12 năm 2021, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một cặp loa của hãng Denon và nó có model là SC306. Hiện tại thì Việt Vinh đang ghép cùng chiếc âm đi Marang 2245. Cặp loa Denon SC306 này thì nó rất thích hợp ghép vào những dòng âm đi Marang, Denon, Sansui, Pioneer. Nó rất là dễ ghép âm đi anh em ạ, tại vì độ nhạy của nó là hơn 90 dB, cho nên là rất là dễ ghép âm đi, và trở kháng của nó là 8 ohm, cho nên là rất là dễ ghép âm đi. Như anh em đang nhìn thấy trước màn hình thì cặp loa này nó sở hữu 4 loa trước mặt, một chép, một siêu chép và một trung và một bát 30. Bát 30 này của nó tất cả bằng viền xương nhôm đúc hết. Như anh em đang nhìn trước màn hình, tí Việt Vinh sẽ cho anh em xem kỹ hơn một chút và sẽ mở nội thất cho anh em xem. Cặp loa này thì nó có hình thức rất là to. Anh em có thể so sánh những cặp loa mà trước màn hình anh em đang nhìn, nó to hơn rất là nhiều, kể cả to hơn những cặp loa AR3. Anh em có thể nhìn qua, to hơn rất là nhiều đấy. Và bây giờ Việt Vinh sẽ đo kích thước của cặp loa này cho anh em xem nhé. Cặp loa này thì nó có chiều ngang là 37,5 cm. Và chiều sâu của nó là 32 cm. Nếu mà tính đến mặt ê căng của nó là 34 cm. Đây là ê căng của cặp loa Denon. Tất cả còn tem mác còn nguyên anh em nhé. Cặp loa này thì nó đã trải qua 5 tháng rồi, cho nên là nó đã cũ theo thời gian, không thể nào mà mới đâu. Nếu mà mới thì trừ khi anh em mông má lên và spa lên thì nó sẽ mới thôi. Nhưng Việt Vinh vẫn để nguyên như vậy. Chiều cao của nó là 68 cm. Vừa rồi thì anh em đã xem qua Việt Vinh đo kích thước chiều cao và chiều rộng và chiều sâu của cặp loa này. Nó to hơn rất là nhiều cặp loa khác và cũng rất là nặng anh em nhé. Còn đây là thông số của cặp loa. Chỗ này nó có một cái lớp bóng kính, giấy bóng. Anh em nào muốn mới thì anh em bóc ra để cho nó đẹp lên, cho nó bóng lên. Nhưng Việt Vinh vẫn để nguyên cái giấy bóng này để cho nó bảo vệ thôi. Còn đây là hai nút tinh chỉnh chép và trung. Anh em nào muốn tăng thì anh em vặn về phía bên phải anh em nhé. Hiện tại thì Việt Vinh đang để cân bằng. Còn đây là loa chép của nó, siêu chép và chép đều là 16 ohm. Đây là loa trung 8 ohm. Còn đây là loa bát 30 gân cao su. Loa Denon SC306 này, tiếng bass của nó rất là sâu anh em ạ. Nó có thể nghe được tất cả các loại nhạc, kể cả nhạc vàng. Đây là chiếc loa bên cạnh tiếp theo. Đây, anh em nào mà thích đấy thì bóc cái ni lông này ra nhé. Đây, ni lông này, bóc ni lông này ra. Đây, tinh chỉnh, chép bằng chung như cái Vinh nói giống bên kia. Đây là loa chép của nó, loa siêu chép. Tất cả các loa chép này đều là bằng giấy anh em nhé. Đây cũng vậy. Nhà sản xuất họ đây luôn trở kháng ở trên màng loa. Và sau đây thì Việt Vinh sẽ mở nội thất của cặp loa SC306 và xin mời tất cả chúng ta cùng xem qua phần nội thất của cặp loa này. Trước khi đi xem ở phần nội thất của cặp loa thì Việt Vinh cũng quay qua tất cả vỏ thùng loa cho anh em xem. Về hình thức của vỏ thùng loa của cặp loa này còn tương đối đẹp anh em ạ. Một chút xước sát theo thời gian. Tại vì trong quá trình sử dụng thì nó phải xước sát thôi, đấy là điều không tránh khỏi. Trừ khi chúng ta mông má lại thì nó sẽ không xước sát. Đây là số series của nó, 234048. Đây là số series của nó. Thùng bách của nó còn rất là đẹp anh em nhé. Vân gỗ cũng rất là đẹp. Cặp loa này nó cho một giải chép rất là hay anh em ạ. Trung âm của nó rất là ngọt và bass của nó rất là sâu. Tại vì chép của nó là chép giấy, trung giấy, và bát cũng là bát màng giấy, cho nên là tất cả tiếng của nó rất là mềm và ngọt.
Và bây giờ Việt Vinh sẽ mở nội thất cho anh em xem. Thùng vách của nó rất là dày anh em nhé. Anh em nhìn nội thất của nó rất là mới. Còn đây là phân tần của cặp loa Denon SC306 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Anh em có thể nhìn qua. Nội thất của nó rất là mới anh em ạ. Còn đây là hai cặp loa chép của cặp loa Denon SC306. Xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem. Mười sáu ôm, 16 ôm, 16 ôm.
Anh em vừa nghe qua chất âm của cặp loa đàn ông SC306 và đặc biệt là nghe nhạc vàng rất là hay, nghe nhạc bolero rất là hay. Và giá bán của cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt cho anh em, với giá 7.900.000 đồng với cặp loa đàn ông SC306 bass 30 4 loa như anh em đang nhìn trước màn hình. Đây là một cặp loa rất là hay và cũng rất đáng sở hữu ở cái thời điểm hiện tại bây giờ với giá 7.900.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tất cả anh em.